Xin thân chào cô chú anh chị nhà đầu tư, anh em môi giới và bà con cô bác ha. Hiện tại thì Khoa đang có mặt ở đây thuộc xã Tân Đông của thị xã Gò Công Đông ha. Ở đây là thành phố Gò Công nha cô chú anh chị. Thì cái diện tích chủ đang gửi cho Khoa bán với cái diện tích là ngang là 7,5 m. Đây có trụ ranh hẳn hoi nha cô chú anh chị, từ trụ ranh này ngang qua sát mấy nhà là 7,5 m, chạy sâu vô là 38 m. Đất mình có 100 m² thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm ha. Nền thì đã lên cao ráo cô chú anh chị. Bên giáp ranh mình có căn nhà ha. Cái con đường đi vô đất của mình thì cách cái lọ nhựa kìa. Đây cô chú anh chị thấy lọ nhựa ha. Đây cách đường lọ nhựa ngoài kia tầm khoảng chừng 100 m là ra tới lọ nhựa cô chú anh chị. Thì cái con đường này thì cũng đã có dự án thì mở rộng ha. Hiện tại thì con đường đang là đường đan 7 tấc nha cô chú anh chị. Thì đường đan xe máy thì cũng có dự án để mở rộng cái con đường tuyến đường này lên ha. Miếng đất mình thì với chiều ngang là 7,5 m, chạy sâu là 38 m, cái đuôi mình nở hậu là 9 m nha cô chú anh chị. Có 100 m² thổ cư, nền thì cô chú anh chị ha, cao ráo nè, chủ họ xới đất lên để họ trồng rau nè cô chú anh chị. Đây có cọc ranh đầu đuôi hẳn hoi đó luôn. Ở đây thì mặt tiền của đất thì quay về hướng, để coi hướng này là hướng hướng bắc nha cô chú anh chị. Mặt tiền này quay về hướng nam ha, mặt tiền quay hướng nam cô chú anh chị. Đó, ngoài kia có con rạch nè cô chú anh chị, thấy xa xa có con rạch ha, rất là mát luôn nè. Thì xung quanh đây thì cái đối diện với mình là một cái đồng ruộng xanh mát ha cô chú anh chị, rất là thích hợp cho cô chú anh chị mình về đây để mà mình nghỉ dưỡng. Miếng đất này cô chú anh chị mình có thể mua để đầu tư các nhà vườn cũng khá là hợp lý ha. Diện tích tổng của nó tới 314 m² thì khá rất là rộng luôn này cô chú anh chị, nhìn thấy tổng quan rộng thênh thang luôn ha. Các cái nhà lên là nhìn là mê mắt liền. Bên đây thì nhà dân cũng dân cư cũng đông liền kề ha, quá là rộng, cái miếng đất quá là rộng ngay tại thành phố Gò Công luôn cô chú anh chị. Giá chủ đang mong muốn chỉ có 450 triệu luôn, quá là rẻ. Sổ hồng thì sang tên cho cô chú anh chị luôn ha, bao thuế phí luôn 450 triệu. Ở đây thì thuộc Tân Đông, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì từ đây á, mình ra cái công ty mai mặt Thiên Quang ở ngoài đây sát ngoài đầu đường này, ra là có công ty liền này cô chú anh chị. Từ đây mình ra tới ngoài đó thì ra tới ngoài lộ 100 m này ha cô chú anh chị thấy ha, ra tới ngoài lộ nhựa 100 m, cô chú anh chị mình rẽ bên tay phải thì chạy thêm khoảng chừng 50 m là có một cái công ty mai mặt Thiên Quang rất là lớn luôn ha. Ở đây thì gần công ty, cô chú anh chị mình có thể về đây nghỉ dưỡng rồi mình đi làm ở công ty gần nhà luôn ha. Đây ra ngoài ủy ban của xã Tân Đông tầm khoảng 1 km, chợ, trường học, các trung tâm tiện ích thì nói chung là ngay thành phố mà cô chú anh chị. Chợ, trường học, các trung tâm tiện ích thì gần nhau không. Công ty may mặc thì sát bên luôn, cô chú anh chị về đây có thể đi làm gần nhà luôn ha. Mình muốn đất về mình xây dựng này nọ, mình cất nhà nha cô chú anh chị. Đất mình thì có 100 m² thổ luôn rồi. Nó đang nói chung thì đường này thì chuẩn cũng có dự án mở rộng ha. Rồi để Khoa chạy ra ngoài cái hướng tỉnh, ra ngoài hướng lộ lớn, lộ nhựa cô chú anh chị mình theo dõi ha. Đây ra ngoài đó thì tầm khoảng 100 m, thì cô chú anh chị mình có thể tham khảo cái tuyến hành trình đường đi để không có mất thời gian cô chú anh chị mình đi tới lui nhiều lần ha. Rồi theo chân Khoa để đi ra ngoài hướng lộ lớn nha cô chú anh chị. Đây ha, nhà cửa cũng khá là đông ở khu vực này luôn cô chú anh chị mình thấy ha. Nhà cửa liền kề luôn ha. Đó, mình ra tới lộ nhựa luôn rồi nè. Đường này là đường lớn luôn nha cô chú anh chị. Đây công ty may mặc màu vàng vàng, công ty may mặc Thiên Quang á cô chú anh chị. Hướng này đi về ủy ban trung tâm của xã Tân Đông luôn. Đó, rất là đẹp luôn, khu vực đường lớn luôn. Rồi chú anh chị mình có thể đi làm công ty rồi mình về cái miếng đất mình xây dựng, mình cất nhà mình ở gần công ty để tiện đi làm luôn ha. Hướng này thì đi về ủy ban của xã Tân Đông luôn nè.
đó, các tiện ích chợ, trường học, ủy ban, tất tần tật mọi thứ thì nói chung bán kính gần thôi cô chú anh chị. Rồi quan tâm cứ liên hệ bên khoa, số điện thoại là 0334447430 hoặc là 0766450076. Khoa có xài Zalo ha, hoặc quý anh chị có thể nhắn tin trực tiếp để tiện trao đổi ha. Thì sổ sách thì có sẵn nha cô chú anh chị, bao cho cô chú anh chị mình chuyển nhượng qua luôn ha. Đây, nhà lầu, nhà yến, ta nói tất tần tật cái gì cũng ngay khu thành phố mà. Nói chung cái gì cô chú anh chị mình muốn ra ngoài tiện ích thành phố thì khá là gần rồi. Tại ngay khu thành phố luôn, còn gì nữa đâu. Rồi, đây công ty nè, công ty Tiên Quang. Rồi, khoa kết thúc video đây ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi.